Xin chào tất cả các bạn, quý thính giả và các anh chị đã ủng hộ kênh Sửa Xe Đạp với Sài Gòn Bãi Shop. Hôm nay Vân bảo trì cái phuộc róc sóc. Thì cái phuộc này nó hơi cũ và hơi xưa nha các bạn. Nó khoảng 15 năm rồi, 15 năm tuổi, 10 đến 15 năm tuổi. Trước kia là cũng là một cái dạng hàng khá tốt đó. Thì theo chủ nhân thì phuộc này chạy khoảng 2-3 ngày thì xì hơi, thì nó bị lít hơi. Và sáng nay Vân đã kiểm tra, bơm hơi vào đủ ký, sau đó ngâm vào nước thì khoảng chừng theo dõi khoảng chừng 5 phút không thấy hơi xì ra, không bị lít gì hết. Thì rõ ràng cái phục này xì rất là chậm, 2-3 ngày nó mới xẹp hơi, thì cái lượng hơi nó ra rất là nhỏ các bạn, rất là ít. Thì bây giờ cái phuộc này nó không có cái chức năng khóa nhanh và chậm như những cái loại MTB Force hoặc Rock Shock ngày nay. Thì nó có hai chức năng, thỏ và rùa, chạy nhanh và chạy chậm trong đường rừng đó, thì cái này nó không có. Rồi bây giờ chúng ta tháo ra nha. Thì cái này tháo ra, trước khi chúng ta tháo ra thì chúng ta cần lấy hết hơi ra nha các bạn, xì hết hơi ra. Còn chắc không nhiều hơi đâu. Rồi, giờ chúng ta dùng cái vít nha. Khăn chúng ta dặn cái phần dưới này là không có dính dáng gì tới, không có dính gì tới trên phần trên nha, nó chỉ lắp vào cái ti bên trong rồi. Thì nó xây tới xây lui thế này được nè. Khi chúng ta mở là chúng ta mở cái phần body này nè, với cái cổ ở trên nha. Thì nếu mà chúng ta có cái giá treo xe đạp, sửa xe đạp á, by hand hoặc là bạc tuôn, có cái tay cầm mà bằng cao su các bạn, bóp lại càng tốt, nó hít mở dễ hơn nha. Còn cái này thì nó cũng không đến nỗi nặng đâu. Kéo ra các bạn. Chờ kéo từ từ ra. Rồi nhấc. Thì phụ này rất là đơn giản các bạn. Đối với những cái dòng cơ bản này các bạn, thì nó cũng giúp cho chúng ta dễ hiểu về cấu trúc phục chúng cơ bản như thế nào. Còn những cái dòng ngày hôm nay các bạn thấy nó có những khóa và lock out đó, chạy nhanh chạy chậm, rồi hành trình dài ngắn, thì cái đó chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Cái phần này trên đây là hơi nha, trên đây là dầu, đó là giảm sốc á, giảm chấn á, khi mà phuộc nó xuống á này đi ghi lại các bạn cho đi chậm. Rồi bây giờ chúng ta tháo ra nha. Cái này thì nó hơi cứng, các bạn có thể là cái ti này thì đây nó tự do nè, lót trong đây rồi, lót bít tông trong đây rồi, chúng ta tháo nắp này ra, lấy ra ngoài mới tháo cái ti ra được. Thì đây là cái nắp nó đậy là bít tông, thì đây nó có hai miếng sim, nó có cái dòng mũ và cái miếng phốt đó các bạn. Đây là không phải là cái sim nha, đây là miếng cúp ben trên đời, cái sim hơi, đây là cúp ben.
Rồi bây giờ chúng ta tháo ra, các bạn nhớ là đúng chiều nha. Đó, các bạn để làm sao xây cho chìa khóa làm sao mà cho cái góc này nó hẹp nè, các bạn mở nó dễ hơn. Còn nếu mà các bạn để như thế này nè, các bạn mở rất là khó nha, rất là nặng. Cũng khá nặng đúng không? Xả dầu ra bớt đi. Trong đây không biết xài dầu hay là xài gas đây. Bây giờ chúng ta mở ra đi. Các bạn thấy có con tán này nè. Nha, bực giác á. Cái này để châm dầu. Rồi bây giờ chúng ta xem các cái bê tông mình nó hoạt động nó chậm nhớt như thế nào. Khi nhớt đi qua thì đi qua tất cả các lỗ rất là nhanh, nhưng khi đi về thì về rất là chậm, về rất là ít. Lý do đó nó nghỉ cái phục lại thì nó là giảm sắc nha. Bây giờ các bạn nhìn xem những cái lông đờn đây nha. Thế này thì các bạn xem khi đi xuống nè, đi xuống thì nhớt đây nè sẽ chạy về phía bên đây, từ bên phía mặt trước nè các bạn nha, mặt trước mặt dưới nè nó chạy lên trên rất là nhẹ. Khi hơi nó nén, nó đẩy cái bê tông này trở về người bên kia thì dầu phải chạy về phía bên kia, lực bù trừ mà đúng không, chạy về thì những lông đờn này đây nó sẽ hãm lại. Thì các bạn thấy chỉ một lông đờn khi đẩy qua đó thì lông đờn nó chạy ra bị bẻ cái miệng này, các bạn bị đẩy cái miệng này nè, đây đẩy cái miệng này đây thì dầu nó chạy qua. Khi mà dầu chạy về miếng này bít lại thì một miếng lông đờn này không làm đủ các bạn. Nếu như chúng ta nhảy một cái lỗ rất mạnh thì nhớt, lực nhớt nó đẩy qua mạnh quá đó, lông đờn này sẽ bị bẻ cong luôn và nó không còn cái nằm mà thẳng hàng như thế này nữa, nó sẽ không bứt những cái lỗ dầu thì phục sẽ không nghỉ lại. Lý do đó người ta tạo ra những cái mấy cái miếng lông đờn kia đè với nhau nhỏ dần tạo thành một cái lò xo lông đờn, các bạn xem nhé. Rồi các bạn thấy chưa? Nhìn kỹ nha các bạn. Nha, các bạn thấy mỗi lông đờn nhỏ khoảng 1 ly nhỏ dần. Nha. Thì cái miếng canh này nó chịu lại nè. Các bạn xem nha.
miếng canh này nó chịu thế này đó. Thì dưới này nó có cái chân trống, à dưới nó có chân trống cả, các bạn thấy không, trống khoảng liền. Thì khi nhớt đi vào bên đây thì nó đẩy cái miếng bê tông này nè, cái miếng lá nè, nó cong đi, nó mà lông đàn mà nó thép mà nó cong mà, nó cong đi, nhớt đi vào vào rất là nhanh. Khi đi ngược về thì miếng lông đàn này bị áp sát vào, thì các bạn thấy một cái lỗ nhỏ ở đây đó, là nhớt theo cái đường này đi về rất là chậm. Các bạn xem lại cái phần bê tông, thế này thì ở đây là dầu nha các bạn, dầu, và trên đây là khí, trên đây là hơi. Thì khi bê tông chạy vào như thế này các bạn đó, chạy vào thì dầu nó sẽ theo những lỗ nỉ lòn trên đây. Thì như tôi vừa nói với các bạn, những lông đền lá này nè, miếng lớn, miếng nhỏ,
miếng lớn, miếng nhỏ 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 dần thì nó tạo thành cái lông đền lò xo. Để khi ở chân nó cứng thì khi nhớt nhớt đi vào hai cái chu vi mấy cái dành ngoài của cái lò xo của lông đền lớn đó các bạn, miếng lông đền lớn đó, nó sẽ uốn nhẹ vậy, nhớt sẽ lòn qua rất là nhanh. Và khi nó đi ngược về á thì nó chui qua cái lỗ nhỏ này thôi. Lỗ nhỏ này nè. Tôi nghĩ lại. Lý do đó những cái lông đền này nó có nhiều miếng thì nó sẽ như cái lò xo mạnh chưng từ gốc, thì lò xo nhỏ sẽ mạnh cứng cứng lên tới những cái lá, mấy cái rìa mép ở ngoài đó nó sẽ yếu dần, thì khi nhấc vào nó sẽ cong nhẹ các bạn. Còn nếu chỉ có một miếng mỏng đó nha thì khi nhấc vào đẩy một cái là miếng đó sẽ cong luôn, nó đi quá cái giới hạn của nó đó, nó cong luôn, nó không có chịu được, không có đủ lực thì nó cong luôn. Sao đó cong luôn thì nó không có chặn nhấc đi ngược về bên kia. Trong cái phục lốc xốc các bạn, nó có những ngăn hơi, những ngăn dầu, nhưng mà những ngăn hơi đó chúng ta cũng cho một chút ít dầu, chút ít nhớt người vào, ít thôi, một lượng ít, để chi nó nuôi những cái xiên, những cái tâm chạy cho nó trơn tru nha. Chứ đừng nghĩ là chỗ cái ngăn hơi mà chúng ta không cho miếng nhớt nào không được, không đúng nha, phải cho hơi vào. Bây giờ chúng ta tháo cái nắp này ra, chúng ta đưa nhớt vào trong đây nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu chúng ta đưa cái nhớt vào cái lỗ này thì nó rất là chậm. Và trước hết chúng ta tháo cái nắp này ra, chúng ta dùng mấy cái dây nhựa thế này nè, chúng ta kéo cho rút xuống thì chúng ta đưa lượng nhớt vào đây rất là nhiều. Sau đó chúng ta cứ rút dây xuống từ từ và khóa lại. Nếu mà có thiếu á thì chúng ta đưa vào cái lỗ này thì cái lượng nhớt rất là nhỏ, công việc chúng ta làm sẽ nhanh hơn, đúng không? Rồi bây giờ nha, bây giờ cái máu phim nó nằm thế này, tôi không thể nào để lên ô tô mà tôi làm cho các bạn thấy nó dễ hơn. Thật ra tốt nhất là chúng ta tôi cầm trên tay thì các bạn sẽ thấy tôi làm nó dễ hơn nha. Rồi bơm nhớt vào. Ta dùng cái nhà lá dừa, không có đủ thiết bị. Rồi nhớt đã trào lên các bạn thấy chưa? Bây giờ ta đè ti xuống tiếp, đè ti xuống tiếp và tiếp tục đưa nhớt vào bên này. Chúng ta nên khóa lại chút xíu cho khá cứng đi. Chúng ta không nên chủ quan là hai sợi dây này nếu mà đứt ra là nhớt sẽ đi ra ngoài hết, đúng không các bạn? Tại dưới này có bít tông à, có đan phía dưới có cái hơi nén đi lên, đúng không? Đi hết. Và tốt nhất là chúng ta nên có một sợi dây tiếp tục để cho nó có cái độ cứng an toàn. Ở ngoài đây các bạn, khi chúng ta đưa vào đây cho các bạn nhìn kỹ nha, đây có cái phốt, phốt đây là phốt khô, đây là phốt chấm bụi nha, bụi chúng ta không được đưa nhớt vào này nó sẽ nở nha. Thì ở trong đây là khí nén, thì khi chúng ta bơm hơi vào các bạn biết đó, là nén khí, thì đối với hành trình trong đây nó có cái tông đây thì nó cũng phải cần có nhớt.
để nó nuôi mấy cái sim và mấy cái phốt, không thì nó bị rít và bị chết ha. Rồi bây giờ chúng ta đưa vào nha.